mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh bao siêu to khổng lồ màu xanh lá, và quan trọng hơn là gần 1 kg đó nha cả nhà. Dành cho người mới biết làm thì nên sử dụng cái loại bánh bao có sẵn nha. Còn tất cả những cái nguyên liệu thì mình đã ghi ở trên này hết rồi nè. Đây là một chiếc bánh bao có ý nghĩa rất là lớn đối với mình. Nếu như các bạn nào đã từng theo dõi mình ở bên Instagram á thì chắc chắn các bạn sẽ biết. Các bạn sẽ pha cái gói bột bánh bao này cùng với lại tinh dầu lá dứa và một ít nước nha. Đây là công thức đặc biệt của mẹ mình. Nhưng mà nếu như cảm thấy bột khô quá thì hãy cho một tí xíu sữa vào bên trong. Rồi mình sẽ mang cái cục bột này đi ủ trong vòng 2 tiếng nha. Đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị. Sau khi đã trộn đều thịt thì các bạn sẽ xếp trứng vào bên trong cái chén nha. Y chang giống như trong clip vậy nè. Mình sẽ đi hấp cái nhân này trong vòng 20 phút nha. Hồi năm 2019 thì mẹ mình là người đầu tiên làm ra được cái bánh bao siêu to khổng lồ màu xanh lá, chín cái trứng đó mọi người. Bột đã ủ xong, thịt hấp thì để nguội. Mình bắt đầu công đoạn xếp bánh bao và mang bánh bao đi hấp trong vòng 20 phút. Mình có bán cái bánh bao này nữa nè, rần rần luôn, điên đảo cộng đồng mạng. Số lượng đặt về quá nhiều mà mẹ mình lại làm thủ công ở nhà nữa cho nên mình không có nhận vì mẹ mình cực lắm. Do năm đó mình bị giật điện thoại mất đó mọi người. Mình buồn rồi bỏ ăn mấy ngày cho nên mẹ đã làm cái bánh này để tặng mình. Đây hai mẹ con của mình chia sẻ cái công thức này để dành tặng cho các bạn. Làm ra được một cái bánh bao thiệt là ngon để làm tặng cho gia đình và mẹ mình nha. Miễn là tôi làm cho các bạn đau khổ. Đối bạn biết trái màu đen này là trái gì? Tôi ra Đà Lạt nha, cái trái phúc bùng tử này nó bự cà bá lửa luôn. Cái size này tôi mua là còn nhỏ. Cái size mà tôi vô trong vườn hái hả, nó bao bộ siêu to khổng lồ. Mua phúc bồng tử về mấy bạn sẽ lắc cùng với lại dâu và muối ô mai cầu ăn cho nó bát chí bò chí. Trái phúc bồng tử cua vào rất là mỏng nước luôn. Người nào thèm á biết ăn á thì sẽ cảm thấy rất là ngon. Còn người nào không biết ăn, ăn vô thấy kỳ kỳ. Mà tôi thì tôi biết ăn đó nha. I love you bạc bạc cả nhà mãi yêu nhớ thả tim.